Quý Linh xin kính chào quý vị, xin chào bà con thân yêu. Hôm nay bà con khỏe không? Thật ra là hôm nay Linh cũng mệt. Tiên tại Việt Nam luôn. Mà đầu tiên từ cái đợt dịch thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, giải đáp những cái thắc mắc của bà con. Thật ra ngày hôm nay là ngày đầu tiên nha quý vị. Chương trình Dân hỏi, thành phố trả lời. À, như thế mới là hay đúng không quý vị? Và sẵn sàng trực tiếp cùng quý vị luôn. Ngày hôm nay là ngày đầu bà con. Nhưng mà hôm nay cũng sẽ có đại diện của chính quyền thành phố, đại diện ở trung ương về dự ngày hôm nay để hỏi đó. Ngày mai, ngày kia chúng tôi trả lời và chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi thắc mắc bà con lên chính quyền thành phố để đáp được livestream trên nhiều cổng thông tin quý vị nha. Chút xíu thì chúng tôi sẽ giới thiệu những cổng thông tin đó. Một lần nữa, hai vị khách mời rất là đặc biệt, một người đến từ trung ương và một người đại diện chính quyền thành phố quý vị. Xin mời hai anh giới thiệu cho bà con được biết. Xin chào bà con, tôi tên là Lê Quang Tự Do, tôi hiện đang là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông. Tôi cũng là thành viên của cái tổ công tác đặc biệt của Bộ đang tham gia cùng với thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Và hôm nay cũng rất là vui khi mà được tham gia một cái buổi livestream, một cái chương trình đúng là chưa. Anh. Xin chào bà con. Rất là vui được chuyện trò với bà con một cách trực tiếp trong một cái chương trình rất là đặc biệt của thành phố từ trước đến bây giờ. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Đình Thắng, là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố. Rất là vui được trao đổi, cung cấp thông tin và nhất là nghe những cái câu hỏi, ý kiến của bà con. Để từ đó thì chúng tôi có thể tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải tỏa những cái nhu cầu chính đáng. Hôm nay đúng ra chúng tôi mời rất là nhiều quý vị nhưng mà tôi chưa biết là những câu hỏi và cuộc livestream như thế nào nên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ buổi stream thứ hai, thứ ba, thứ tư và quý vị cứ đặt câu hỏi nha, đừng có lo lắng gì cả. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình rất là đặc biệt luôn á, đặc biệt lắm. Bởi vì những cái băn khoăn, những cái câu hỏi thắc mắc của bà con rất là nhiều luôn. Không biết hỏi ai chứ. Thành ra bây giờ có đại diện chính quyền ở đây mình hỏi luôn. Nhưng mà lý do tại sao mình lại nghĩ ra một cái cuộc gặp Đã tổ chức rất là nhiều các kênh để mà nghe ý kiến của bà con, giải đáp thắc mắc thông tin, đặc biệt là trong cái thời gian là rất là đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 thì bà con cần rất là nhiều thông tin và cũng muốn góp ý chính quyền thành phố cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy đặc biệt là các bạn thanh niên là các kênh livestream thì xuất phát khách quan và được nghe ý kiến trao đổi trực tiếp. Lần đầu tiên là chúng tôi mời thông tin truyền thông nha. Hiện nay thì bà con cũng biết là tin giả gây hoang mang và rất ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái công tác không có xử lý một cách phù hợp thì sẽ thậm chí là gây đó là livestream để lần đầu tiên là tiếp cận được với bà con thất thiệt những cái tin sai sự thật để bà con cũng biết thông tin lại với bà con. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ livestream trên những cái trang gốc là cái trang là trung tâm thông tin báo chí của thành phố Hồ Chí Minh, thông tin chính thức của chính phủ và có đến 40 triệu người. Anh Quyền Linh. Trang anh Quyền Linh đó. Và trong các là người phụ nhận, tôi là người Gò Dốc, càng nhiều người dân tiếp cận nghe có thể xuất hiện ở trên các cái hệ thống phương tiện khác, ví dụ như đến bà con. Hay quá. Như vậy là quý vị bà con hãy chia sẻ câu hỏi của mình đến chính quyền thành phố nha bà con nha. Là đại diện của bộ vào đây là một tổ công tác đặc biệt để có thể những cái thông tin về tình hình dịch bệnh đó thì tôi cũng nói thêm là và sau đó cũng sẵn khác như là Zalo, TikTok và gọi là cách ly giãn cách nghiêm ngặt này, chia sẻ với bà con cái này ở đài cũng hơi đáng buồn là thì đã lên đến là ba, nói là thật sự là lo lắng, thật sự là trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ thì nước chúng ta theo cái tỷ lệ trong cái những cái số liệu này là dân thì nó vẫn ở vui về tiêm vaccine rồi. Cái tin anh Quyền Linh nói cũng là cái tin mà Bộ Y tế và thành phố cũng rất là đau đớn thì rất là có vui, tin vui là hôm nay cả nước thì có 7.663 người khỏi bệnh đó. Và tất nhiên cũng có một cái tin buồn đó là tỷ lệ tử vong, số ca tử vong là 348 ca đó. Tiêm chủng của cả nước thì ngày hôm nay là có 275.000 người đã được tiêm chủng. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái thông tin cũng cần phải chia sẻ với đồng bào, với bà con như thế này là số ca nhiễm mới ngày hôm nay là 4.634 ca và như vậy là tăng hơn 383 ca so với hôm qua. Có nhiều bà con mới hỏi thắc mắc là tại sao chúng ta phong tỏa nghiêm ngặt đến mức là thậm chí là không được đi là xét nghiệm diện rộng và càng xét nghiệm thì nó sẽ con số nó sẽ càng tăng lên, nhưng cái số tăng này nó không phải là có 2.071 ca và tăng 400 ca so với ngày hôm qua. Và hiện nay là tổng số ca khỏi bệnh đã là 93.289 ca. Đó, như vậy là được 5 khỏi bệnh và về là nhà. Quan trọng. Tuy nhiên cũng một cái tin buồn là số ca tử vong của chúng ta thì vẫn ở mức cao.
là gần 300 ca, 292 ca. Nhưng có giảm 48 ca so với ngày hôm qua. À, và tổng số ca tử vong tại thành phố 746 mũi tiêm trong ngày hôm nay. Và tổng số người được tiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là một cái tin rất là vui, là hơn 5 triệu tư người. Và như vậy là chúng ta gần đạt được một cái mức độ là phủ được 70%. Như là cái số người tiêm một mũi một đó hả? Là mũi một, là 75%. Đã. Tính ra cái số lượng mũi tiêm này đã 75% dân. Để chúng ta nhìn một cái bức tranh. Và với một cái chương trình như thế này, với một cái chương trình livestream nói chuyện trực tiếp, chia sẻ với người dân, thì chúng tôi cũng cung cấp những cái số liệu, cả là tin tốt lẫn tin xấu, cả là người khỏi bệnh lẫn người tử vong, để chúng ta thấy một bức tranh thật và chúng ta đề phòng cẩn thận hơn. Thật ra thì hiện nay thì cũng quá nhiều cái tin giả trên gọi là thông tin mạng đó, làm cho rất nhiều hoang mang. Đây là những thông tin chính thống nha quý vị, được đăng tải trên cổng thông tin của chính phủ, nên quý vị hãy tin tưởng vào những cái thông tin này. Thật ra là trên không gian mạng nó nhiều quá, mình có cách nào đó mình phòng chống tin giả, hay là mình có thể nào, các anh có những cái bộ phận gọi là an ninh mạng, mấy anh quét sao mà cho cái tin giả nó mất đi, hay là cho bà con biết những cái tin thông tin giả. Chứ bây giờ thật ra người ta rất là hoang mang, người ta nghe những con số nó còn nhiều hơn hay thế nào đó, anh có thể chia sẻ điều này với bà con. Nói thật với anh Quyền Linh đó, là cái vấn nạn mà tin giả, tin sai sự thật ở trên không gian mạng thì nó không phải chỉ ở nước ta đâu, mà nó là vấn nạn toàn cầu, nước nào cũng đối mặt. Và khi mà một nước mà đối mặt với những cái khó khăn á, thì cái số lượng tin giả nó lại xuất hiện. Đó. Không biết anh Thắng thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có điểm chung vậy không? Cũng vậy anh, thành phố Hồ Chí Minh thì là cũng có xuất hiện một số những cái tin giả, và trong thời gian vừa rồi thì nó cũng có cái xu hướng là nhiều. Thì chúng tôi cũng khuyến nghị là bà con là khi mà đọc thông tin ở trên mạng á, là một là cần kiểm chứng cái nguồn. Và cái thứ hai nữa là cũng phải đánh giá một cách nhiều chiều, khách quan, không phải là chỉ có một cái thông tin đó là mình tin, nhưng mà cần kiểm chứng ở nhiều kênh, nhiều nguồn khác nhau trước khi mình quyết định là sử dụng cái tin đó. Đặc biệt là mình chia sẻ rồi mình lan tỏa rồi mình gửi cho bạn bè của mình thì nó rất là nguy hiểm. Sẽ tạo một cái dư luận rất là không tốt, hoang mang, rồi mọi người, đặc biệt là mọi người sẽ hành động theo cái tin giả đó, thì nó tạo rất là nhiều hệ lụy không tốt cho xã hội. Mấy ngày nay có thông tin giả rất là vui, tức là các chiến sĩ bộ đội vào đi chợ rồi đưa hình lên giống như Hàn Quốc ha, rồi mọi người mới lo nó, ủa vậy mấy anh bộ đội đúng đó. Nhân anh Quyền Linh nói một cái ví dụ vậy thì thứ nhất là tôi cũng muốn chia sẻ với bà con là thế này. Hiện nay thì theo cái thống kê của Bộ Thông tin Truyền thông, và chúng tôi có một cái trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia, thì chúng tôi quét với năng lực là khoảng 300 triệu tin mỗi ngày ở trên không gian mạng, và có những cái đội ngũ chuyên để mà phân loại, đánh giá cũng như là xử lý những cái thông tin đó. Thì chúng tôi nhìn thấy là cái bức tranh về tin giả liên quan đến dịch Covid này nó gần đây thì nó chỉ tập trung vào mấy nhóm vấn đề này thôi. Một là kích động chia rẽ, cái nhóm thứ hai là nói sai sự thật hoặc là không có căn cứ khoa học, không có cơ sở về vaccine. Đó, vaccine này tốt, vaccine này xấu, vaccine này là nên chích. Tin về cái tình hình ở những cái khu phong tỏa, khu cách ly, ở những cái nơi mà vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng, chọn lọc những cái thông tin nào mà họ muốn đưa ra để làm cho cái người dân vùng đó gây hoang mang. Và cái cuối cùng là những cái thông tin liên quan đến cái tin có xe tăng vào gác trước cổng chẳng hạn như vậy đó. Rồi là người dân là sẽ là không có được cứu trợ, không có được là cho có thể đăng lên một cái hình mà mọi người hiện nay cũng đang chia sẻ. Một cái người đăng lên là một cái anh bộ đội người miền Bắc từ Hà Nội được điều vào thành phố Hồ Chí Minh và đi chợ giúp dân, thì là gọi điện là nói giọng miền Bắc không, người dân miền Nam không hiểu. Rồi là đường xá là cũng không biết ở đâu. Rồi là phương ngữ, tức là những cái từ ví dụ như miền Bắc nói là lạc, miền Nam thì là đậu phộng, thì nó nói đi mua đậu phộng thì lại là đi qua mua cái loại khác, đi mua nói là những cái món đồ thực phẩm này, thậm chí là tôi còn thấy là còn nói là đi lên tầng trệt mới lên tầng một, là nói đi lộn tầng đi, là tin sai sự thật. Và nếu như mà kỹ hơn, chi tiết hơn thì chắc là anh Quyền Linh là người đã đi trực tiếp kiểm tra việc đó, thì chắc anh Quyền Linh chia sẻ thêm. Đúng rồi, thật ra thì thông tin mà chính thống đưa ra là có hơn 40.000 chiến sĩ
trên cả nước hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không phải đi hỗ trợ, đi chợ. Y là chính. Và cùng đến đây rồi cùng là thăm khám cho tư sức khỏe bà con, rồi điều trị bệnh nhân COVID. Linh có một cuộc khảo sát, thật ra anh đi cũng vài nơi thì thấy đa số các anh bộ đội đó là đi chợ nha. Dạ. Bây giờ không tính đồ giúp dân nè, có thể tiếp cận gần dân nè, bảo vệ an ninh trật tự cho dân nè. Mà nhiều người nói là ở phía Bắc nhiều chú bộ đội quá, không biết có hiểu tiếng của người miền Nam hay không, thì mua đồ đúng hay không. Bây giờ Linh sẽ làm cuộc khảo sát nha. Xin chào các anh. Ở đây mấy anh ở đâu? Đồng Nai. Ở đây đâu? Dạ, Đồng Nai nè. Đồng Nai đây đâu? Dạ, em luôn luôn ạ. Long Đạt đảng và của quân đội, đặc biệt là của quân khu 7, thì chúng tôi là những người lính của tiểu đoàn 4, trung đoàn 5 xưa. Cũng thưa anh là ở đây thì chia ở các chia nhỏ từng khu phố hoặc phường. Thì ở đây tạm thời cũng có là kế hoạch của chỉ huy phường. Sau đấy thì chúng tôi đến tiếp phẩm cho từng gia đình dân. Chúng tôi đã được tiêm chủng tại đơn vị. Và sau đấy thực hiện nhiệm vụ thì quá trình thực hiện nhiệm vụ là... Chưa? Đó, quý vị thấy lực lượng đông đảo gọi là hoành tráng không? Chúng ta đi chợ giúp dân luôn. Ha, xin mời quý vị chúng ta cùng đồng hành với chương trình 2. Các anh thấy chưa? Bà con thấy chưa? Thật ra mà nói thì cũng người Việt Nam là nhiều, chủ yếu. Dân á là dân địa phương là có nè, quân khu 7 có nè, những người chờ bộ đội từ... Không nên đặt vấn đề là vùng miền nào đó. Nếu có lực lượng nào mà cùng góp sức cho Thành phố Hồ Chí Minh, đặt vùng miền làm chắc không phù hợp. Mà làm gì có nói mà không hiểu đâu. Thì hôm sau ngày kế tiếp chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái thông tin cảnh báo đến tất cả mọi người đang cùng đồng lòng dốc sức chống dịch, thì có những kẻ xấu họ mà hoàn toàn không đáng có, hoặc là hoàn toàn không tin giả, tin gọi là sai sự thật, nhưng mà cũng được rất là nhiều bà con hiện nay là lãnh đạo thành phố cũng đã đưa cái đội này vào trong cái giờ. Cái đội đó họ cũng phản ánh đến chính quyền, đến với chúng tôi á, có một cái bất cà bình cấp cứu, xong thở xong hết bình oxy thì không trả. Là vẫn muốn giữ cái bình oxy đó để lỡ lần sau á, là có gì á, là mình thở tiếp. Nhưng mà họ không nhớ một điều á, là họ thở trong khi rất nhiều người khác đang cần. Đúng thì rồi. Cái đội thiện nguyện đó họ cũng chia sẻ với chương trình, cũng muốn chúng tôi là kêu gọi qua cái chương trình livestream, yên tâm khi mà bà con lại bệnh, bình oxy đó nó sẽ lại được đến với bà con. Đúng rồi. Chúng ta thả cái bình oxy đó, người ta có một cái giá trị tri không đồng của nhóm chùa Tường Nguyên này kia đó, họ làm rất là tốt, nhưng họ cứ giữ đòi không được. Đúng rồi. Dạ. Tôi thêm với anh Tự Do, với anh Quyền Linh, nên là việc mà bà con là trả lại và sử dụng luân phiên các cái bình oxy á, là góp phần được cứu được rất nhiều mạng người. Dạ, nó là. Dạ. Nhiều câu hỏi đây, đặt câu hỏi đây. Bác từ y tế rồi cứu hỗ trợ thực phẩm này kia. Ý kiến của bà con bây giờ chúng ta sẽ trả lời. Hỏi ngay chính quyền thành phố luôn. Y tế và thực phẩm là thành phố hiện nay thì đang có hai cái ưu tiên lớn. Ưu tiên một, trong cái thứ hai là an sinh xã hội cho người dân. Thì trong cái điều kiện giãn cách đó, anh Quyền Linh, có nghĩa là bà con không hàng ngày, ví dụ như là lương thực nè, thực phẩm nè, thuốc men nè. Về mặt y tế thì nó có nhiều cách. Một là bà Quyền Linh ở dưới comment, bà con có thể tham khảo cái đường link này. Hai là bà con có thể là vào cổng thông tin COVID của 312 cái tổ phản ứng nhanh. Dạ, khẩn yêu cái trường hợp mà khẩn cấp á, để hỗ trợ cho người mà bị mắc bệnh COVID á, hoặc là các cái nhu cầu y tế khẩn cấp. Những cái người giỏi về thông tin truyền thông. Dạ. Những người giỏi internet. Chúng tôi cũng có tính đến cái trường hợp này. Thì như vậy những người mà không có điện thoại thông minh, hoặc là những người lớn tuổi, thì có thể để có một cái đội là gọi là bác sĩ đồng hành và tình nguyện viên tiếp nhận thông tin để em bố. Rồi thí dụ như mấy người bán vé số, mấy người mà ta khiếm phải đưa ra những trường hợp như thế. Các nhiều địa phương rất là sáng tạo thì cũng đã tính đến cái trường hợp này, có nghĩa là người tàn tật, người hẻm ở các tổ dân phố hiện nay đầu cung cách. Thứ nhất là bà con có thể vào cái trang web của Mặt trận Tổ quốc của thành phố, thì ở trong đó chúng tôi sẽ có là chúng tôi cũng có để cái đường link của trang web này là ở dưới comment, bà con cũng có thể truy cập vào trong đó. Thì ở đó là sẽ cung cấp danh sách các số điện thoại là hỗ trợ về lương thực thực phẩm ở các khu vực, thì bà con có khu vực nào là có thể liên hệ với khu vực đó để có sự hỗ trợ. Hai là bà con cũng có thể gọi về tổng đài 1022 là kênh 2 để có thể là hỗ trợ về lương thực thực phẩm. Cách thứ ba là bà con có thể là gọi về trung tâm an sinh xã hội của thành phố theo số điện thoại là 38272361 hoặc là 38293771. Và cách thứ tư là gọi về cho Bộ Tư lệnh của thành phố. Báo với anh Quyền Linh luôn là tại sao có Bộ Tư lệnh ở đây, có nghĩa là trong giai đoạn này thì quân đội ngoài cái việc là tham gia quân y như hồi nãy chúng ta nói, tham gia là các chốt kiểm soát,
còn làm một cái việc rất là hay là hỗ trợ lương thực thực phẩm cho bà con, đi chợ giùm bà con, hỗ trợ lương thực đến nhà của bà con. Đó. Thì có thể gọi đến Bộ Tư lệnh thành phố theo số điện thoại là 069-652-401 hoặc là 66-822-000. Thì nó có 4 cách như vậy bà con có thể là liên lạc đề nghị hỗ trợ lương thực thực phẩm cho mình. Cái này hay đó. Tôi xin hỏi cũng xin chia sẻ thêm mà chắc cũng phải nhờ anh Thắng nói thêm. Ở đây một số bà con á, là họ cũng có comment là họ cái đợt trước á, họ gọi rất là nhiều vô những cái số điện thoại này. Nhưng mà thường là bị bận hoặc là không có ai trả lời. Thì họ cũng hơi bức xúc. Đây cũng có nhiều người là thả cái mặt là giận á. Họ kêu là có số điện thoại mà gọi không được. Đúng thì rồi. Giờ mình có khắc phục gì chưa anh Thắng cũng chia sẻ thêm. Dạ kính thưa bà con, trước tiên là cũng rất là xin lỗi bà con là trong thời gian vừa qua thì nhiều cái đường dây nóng, trong đó cái đường dây là 1022 là khi bà con gọi đến thì bận liên tục. Lý do chính là do quá tải. Có nghĩa là có một ngày thì báo với bà con là có 54.000 cuộc gọi đến trong vòng 24 ngày, trong 24 giờ. Chúng tôi là bố trí là khoảng 120 tổng đài viên trực xuyên suốt 24 giờ nhưng mà cũng không thể tiếp nhận hết cuộc gọi của bà con. Nhưng mà sau đó thì thành phố đã có ứng dụng công nghệ, dùng cái Callbot là cái con robot mà trả lời tự động và có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong đó, thì sau đó là giải quyết được rất nhiều là các tỷ lệ cuộc gọi của bà con và chuyển thành công. Dĩ nhiên là hiện nay là vẫn còn một số là trường hợp là các bà con chưa có thể tiếp cận được, thì chúng tôi đang tiếp tục là cố gắng để làm sao mà điều chỉnh, làm sao mà giải quyết được hết tất cả các cuộc gọi và nhu cầu của bà con khi gọi đến các đường dây nóng này. À, rồi nhờ các em á, mình ghim cái số điện thoại với những cái thông tin mà anh Lâm Đình Thắng, giám đốc sở thông tin truyền thông nói đó, mình ghim lên đó để bà con theo dõi nha. Bà con bấm vào đó, nhớ cái đó, nhớ theo dõi trang này, giữ những thông tin đó để có cần á, mình gọi liền ha. Đây, tiếp tục có câu hỏi nhiều lắm, Linh nhận có nhiều câu hỏi lắm. À, đây là của chị Hai ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quan tâm và suy nghĩ rất nhiều, không biết nếu mà mua đồ cho người dân, đi chợ giúp dân á, thì không biết thành phố nói vậy có làm đúng không? Và đi chợ thì sao? Phải mua được những cái thứ mình muốn hay không? Xin mời anh giải thích. Cái này thì đó là tôi thấy là một cái câu hỏi mà rất nhiều người dân hiện nay á, là khi mà cái ngày thứ 6, thứ 7 tuần trước, khi mà thành phố thông tin là sẽ không đi chợ, được đi chợ nữa, mà sẽ có người đưa thực phẩm đến cho dân á, thì họ rất là băn khoăn, rất là lo lắng. Thì cái phần mà trả lời chi tiết á, thì anh Thắng anh sẽ nắm rất là chắc hơn thôi. Nhưng mà ở đây có một cái phần là cũng nói người dân bà con á, yên tâm á, là như thế này. Một người thì đúng là không thể nào làm được. Một cái số lượng người mà của thành phố thì đúng là không thể nào làm được cái chuyện đó. Nên khi mà thành phố quyết định và được đồng ý của Trung ương, của Chính phủ là tiến đến một cái bước giãn cách, thậm chí có thể gọi là phong tỏa như Thủ tướng đã từng nói, thì là bắt buộc phải có sự hỗ trợ của nguồn nhân lực ở các nơi. Và lúc nãy thì anh Thắng cũng đã có nói sơ, thì tôi cũng xin nhắc lại là hiện nay là thành phố là đã có 40.000, gần 40.000 cán bộ, chiến sĩ, cả là bên quân đội, công an, lẫn là bên y tế ở mọi miền của Tổ quốc về đây giúp thành phố. Mà trong đó thì là rất là nhiều người, thuần lớn là đến từ là quân đoàn 4, quân khu 7, tổng cục hậu cần, cục quân y của Bộ Quốc phòng, là những cái lực lượng là sẽ giúp cho đồng bào đi phát túi an sinh nè, đi phát lương thực nè, cắm chốt gác ở những cái tuyến đường và điều trị tại nhà, đặc biệt là chỗ cục quân y. Còn bây giờ cái câu hỏi mà anh Quyền Linh vừa nói thì chắc là nhờ anh Thắng, nhưng mà tôi cũng muốn là anh Thắng làm sao nói cho nó chi tiết hơn nhất có thể, bởi vì cái này là cực kỳ bà con quan tâm. Đúng rồi, quan tâm lắm. Đi chợ giúp dân thì đi làm sao? Báo với bà con thì đây là một cái chủ trương cũng rất là cố gắng, sự nỗ lực của chính quyền của thành phố, làm sao trong điều kiện này thì là đáp ứng được cái nhu cầu mà cơ bản thiết yếu hàng ngày của bà con một cách tốt nhất. Thì sẽ có một cái lực lượng là đi chợ hộ, đi chợ thay giúp cho bà con. Thì như vậy là hàng ngày khi có nhu cầu thì bà con liên hệ với ai, thì chúng tôi có nhờ các cô chú ở tổ dân phố của địa phương là người sát với bà con nhất.
À, phường thì báo các anh cô chú bà con là cũng có người trực cho cái nội dung này, nhưng mà do cái khối lượng công việc nó rất là lớn, vừa an sinh xã hội, vừa điều hành của cả một phường, một xã, rồi vừa lo là chăm sóc sức khỏe y tế của người dân, thì nhiều khi là cũng không thể mà quán xuyến hết. Thì chúng tôi có nhờ các cô chú tổ dân phố, các cô chú tổ trưởng tổ dân phố là người theo dõi sát bà con nhất, và các cái tổ Covid cộng đồng là để hỗ trợ cho bà con ở dưới địa phương. Một cái tổ Covid cộng đồng là tổ gì Thắng? À, tổ Covid cộng đồng là một cái tổ mà do nhiều thành viên tự nguyện tham gia, gồm có là các cô chú tổ trưởng tổ dân phố, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn viên đoàn thanh niên cùng tham gia vào, để cùng là một là theo dõi tình hình sức khỏe của bà con ở khu vực đó, hai là thông tin tuyên truyền những cái hướng dẫn sức khỏe y tế cho bà con hiểu, cái thứ ba là ai có vấn đề gì thì là thông tin lại cho chính quyền của thành phố biết những đó. Thì nếu có vấn đề gì thì cái thứ nhất là muốn đi chợ giúp giùm thì bà con thông tin cho tổ Covid cộng đồng hoặc là tổ trưởng tổ dân phố. Cái thứ hai là thông tin xong thì bà con sẽ được phát một cái phiếu để đi chợ thay, thì bà con điền thông tin vào trong cái phiếu đó thì và gửi lại cho tổ Covid cộng đồng hoặc là tổ trưởng tổ dân phố. Cái thứ ba nữa là bây giờ trả tiền làm sao? Thì là trả tiền thì có hai hình thức, một là mình chuyển tiền mặt, hai là có thể là chuyển khoản cho là tổ Covid cộng đồng hoặc là tổ trưởng tổ dân phố. Thật ra thì đó là gọi là sự trả lời của truyền thông thành phố, thông tin thành phố, nhưng mà Linh á cũng khảo sát rồi. Hồi sáng này á là Linh cũng đi lên thành phố Thủ Đức cùng với các địa phương đó, mình coi cái chuyện đi chợ nó như thế nào. Bây giờ thì Linh nghĩ rằng là bà con nên xem cái clip của Linh quay hồi sáng này đi chợ với mọi người thế nào nha. Rồi các em mở cái clip hồi sáng cho bếp yêu thương tại ủy ban dân phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Anh là gì của địa phương anh? Tôi là tổ trưởng của một cái tổ hỗ trợ cho cái tổ khu phố 5 để đi chợ giúp dân. Tổ trưởng của cái tổ đó. Dạ. Thì một cái tổ đi chợ là bao nhiêu người anh? Một cái tổ đi chợ gồm có khoảng 20 người, trong đó có 5 người phụ trách cho đi cho một cái tổ dân phố. Tức là người ta đặt cái gì mình mua cái đó hay sao? Dạ, thì ở đây người ta đặt thì đặt theo combo. Một hộ dân thì người ta đặt cái combo như thế nào thì người ta sẽ gọi điện thoại cho cái tổ hỗ trợ đi chợ cho dân á. Cái đơn hàng như thế này ghi ra, ghi ra tên hộp cho tổ, ghi ra xong rồi một combo có là giá từ 150 cho tới 500. Có ai đặt cao hơn không, cao nhất là khoảng bao nhiêu không? Nếu mà ta đặt cao thì ta đặt 2-3 combo một lần. Combo gồm có thịt cá, rau nè, thịt heo nè, các loại rau củ quả. Thì đặt hàng cái combo nào thì mình nhận combo đó, sau đó thì mình đặt alo đặt lại cho đơn vị Bách Hóa Xanh để đóng gói và mình lên nhận hàng và giao lại cho dân. Rồi cái sự hỗ trợ của quân đội á thì họ có đi chợ cùng với mình hay không, hay là chỉ họ chỉ làm nhiệm vụ là phát những cái combo này đến tay người dân? Trước mắt thì ở phường đây hiện giờ thì nhận lực lượng về, thì tại vì là cái vụ phát đóng gói và phát cái quà rau củ quả này cho họ dân nó rất là nhiều. Bây giờ Linh muốn đến cái nơi mà anh đã đặt hàng rồi á, mình nhận hàng, mình coi cái hàng combo có gì sẽ được không anh? Dạ được. Rồi. Cái đơn hàng nó nằm trên đây. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tới thử để lấy những cái combo mà người dân đã đặt hàng anh tôi. Dạ. Được hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi có các đồng chí bộ đội để hỗ trợ mình đem đến cho dân luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình lấy thử một hai cái đơn thử cho anh nha. Dạ. Rồi tiền bạc thế nào anh tổ trưởng? Ở đây thì người dân người ta đặt qua combo. Xong ở đây về cái tổ chúng tôi sẽ đặt qua chỗ Bách Hóa Xanh. Sau đó chúng tôi nhận về giao cho dân, rồi lúc đó thì chúng tôi nhận tiền xong rồi chúng tôi lại chuyển về lại cho Bách Hóa Xanh. Tức là nhận tiền sau. Nhận đúng tiền không? Sau. Dạ. Đây là combo gì đây? Trứng gà nè, tôm thẻ nè, rồi nạc heo xay nè, rồi cá ba sa nè. Đây là combo 207.000. Cái chú áo xanh đó là có phải là chú tổ trưởng tổ dân phố không? Tổ anh trưởng Linh? Cái người trực tiếp gọi là nhận đơn, rồi có thêm một cái bộ phận nữa. Họ nhận đơn rồi họ đi mua này kia, rồi họ tính tiền với Bách Hóa Xanh này kia đó. Đây là một cái gọi là lên khảo sát là chính xác luôn đó nha. Linh tới Linh đi hỏi luôn và Linh dẫn chú tổ trưởng nó dẫn lên đi mua luôn. Rồi đi coi này kia luôn, nó cụ thể như thế thì bà con cũng đừng có lo. Đây là một trong những cái điều mà mình thấy rằng thành phố cũng như các cơ quan chức năng rất là cụ thể luôn đó. Ở đây anh Linh ạ. Hiện nay là mình đang có là 9.001 người đang xem. Và lúc nãy em theo dõi thì là khoảng 10.000 hơn, có lúc 11.000. Thì rất nhiều người là bà con đang nói là bình luận là tại sao mà không trả lời câu hỏi trực tiếp.
À. Thì thật ra thì cũng xin thưa bà con thế này là hôm nay là chương trình đầu tiên. À, và chương trình đầu tiên thì những cái câu hỏi bà con mà livestream nó cứ bật nhảy liên tục, chúng tôi cũng không thậm chí là không nhìn kịp, trong vòng mới có 30 phút mà 3.800 câu hỏi rồi. Đó. Nên là chúng tôi cũng sẽ là tổng hợp lại những cái câu hỏi này, và ngày mai chúng tôi sẽ lựa chọn những câu hỏi nào, tại vì nó trùng khá là nhiều, tiếp tục để trả lời bà con. Còn hôm nay thì xin phép với bà con là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi mà anh Quyền Linh đã đi tổng hợp trước trên fanpage của anh Linh, rồi cũng như là trên cái chuyến mà anh đi làm từ thiện như hồi sáng nay. Thật ra là đây buổi đầu tiên á bà con, nên mọi thứ nó mới có gọi là khởi đầu thôi ha. Chúng tôi sẽ, nhưng mà bà con yên tâm, tất cả những cái câu hỏi của bà con đó sẽ được thông cổng thông tin chính phủ, sẽ được các cơ quan chức năng, không chỉ có chính quyền thành phố mà chính quyền, chính phủ cũng như các cơ quan chức năng ở ngoài bộ xem được, và chúng tôi sẽ chuyển tất cả câu hỏi đó, rồi người ta sẽ giải đáp những thắc mắc đó qua những buổi livestream tiếp theo. Bà con yên tâm, cứ comment, cứ hỏi cái gì những thắc mắc mình đừng có lo lắng ha. Quỳnh Linh cũng sẽ tiếp nhận và cái tổ thư ký sẽ lọc ra tất cả câu hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ngày mai mời nhiều người hơn nữa, ngày mốt ngày kia còn dài mà quý vị ha. Rồi. À, đây là một câu hỏi mà có thể cũng rất là nhạy cảm luôn nè. Tò mò lắm. Đây là chú Tuấn nè. Chú Tuấn là ở quận Nhà Bè nè. Liệu bà con có mua được nhiều nhu yếu phẩm không? Mua được loại nào? Bà con mình gọi là mua theo nhu cầu, hay là mua theo danh mục, hay là mua theo cái gì đó không combo, biết. Combo, yeah, combo. Yeah, combo. À. Yeah. Bây giờ anh Thắng nói sao? Giải thích cho bà con đi, mua sao đi? Dạ, kính thưa bà con, chắc là rất là mong là bà con cùng chia sẻ trong một cái điều kiện như thế này. Thì mặc dù là rất là cố gắng, nhưng mà chính quyền thành phố cũng không thể là đáp ứng được đầy đủ tất cả các cái nhu cầu của bà con. Mà như tôi nói là chỉ là trong một cái điều kiện là cái nhu cầu cơ bản thôi, để có thể là mình duy trì cái cuộc sống qua cái thời gian này. Thì rất là mong bà con là cùng chia sẻ và cùng đồng hành với chính quyền ở thành phố về cái việc này. Các chính quyền cơ sở đó thì sẽ cung cấp cái gói combo cho bà con để lựa các cái gói đó, để việc này nó cũng sẽ giúp cho cái việc đi chợ của các cái lực lượng mà đi chợ thay á, nó dễ dàng hơn và đáp ứng nhu cầu của bà con nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là chính quyền của cơ sở sẽ đưa cho bà con một cái menu có sẵn, và bà con được chọn những cái thực phẩm trong cái menu đó. Thì như vậy là chính quyền cơ sở có thể là tổng hợp cái số lượng nó nhanh chóng và đi chợ nhanh chóng, gửi về cho bà con cũng nhanh chóng. Thì cái ý là như vậy. Về mặt mà thanh toán tiền thì bà con là có điều kiện thì là bà con thanh toán tiền trước, sau đó lực lượng đi chợ mua về và gửi qua nhà cho bà con. Còn nếu mà hộ nào có mà điều kiện khó khăn quá, không có tiền được á, thì là chính quyền cơ sở sẽ đi chợ và gửi luôn cho bà con, và xem cái đó như là một cái gói an sinh xã hội mà chính quyền nhà nước có trách nhiệm là phải chăm lo hỗ trợ cho bà con. Thì hồi sáng này Linh cũng có đi chợ hộ cùng với ở Thủ Đức đó, con người Bình Chánh á, thì không biết cụ thể thế nào, xin mời bà con tiếp tục xem cái đoạn clip này nè. Đội đi chợ giúp dân, mọi người sẽ đăng ký để các anh em thiện nguyện sẽ đi chợ, hoặc là những cái chú bộ đội cũng sẽ đi chợ ha. Thành ra mọi người cứ thông báo với phường xã nơi mình đang ở nha. Mọi người có thể có số điện thoại công bố ở từng xã, từng phường, từng tổ, từng ấp đó. Đừng có lo lắng gì cả. Đội đi hình đi chợ giúp dân sẽ có mặt. Rồi, nào. Đây là hàng của các siêu thị sau khi nhận đơn hàng chuyển về. Mình đi mua giùm luôn. Dạ, chuyển về lát nữa sẽ chuyển xuống khu phố để đi. Đây là rau củ quả gạo rồi còn lại từng phần đưa vào túi và đưa xuống nhà bà con thông qua cái chuyến xe không đồng hoặc là thông qua khu phố tổ dân phố sẽ gửi xuống. Có rất nhiều rau củ quả rồi gạo, rồi gia vị này kia ha, đậu phụ là mắm muối cũng tương đối. Bây giờ là phường á, phường là xã, các cơ quan bây giờ không có việc phòng họp nữa mà trở thành cái kho rồi, quý vị thấy không? Thấy không, những cái kho tràn ngập cái sự yêu thương của tất cả mọi người ha. Cảm ơn chú chủ tịch ủy ban phường Bình Chánh rất là nhiều ha. Mong rằng chúng ta sẽ cố gắng để cùng với nhân dân để chúng ta chiến thắng đại dịch ha. Và chúc các đồng chí mạnh khỏe nha. Thật ra là nó cụ thể như vậy đó quý vị. Nó có túi combo giống như mình đi vô siêu thị, đi vô trong rạp phim á, mua combo có vé rồi có nước, có
bắp rang bắp nổ được kia đó. Dạ, nhưng mà không điều kiện không được như vậy. Em xin nói thêm với anh Quyền Linh với bà con một cái ý là rất nhiều người là nói là tại sao mà phải mua combo. Anh Thắng anh cũng nói rồi, nhưng mà giờ cũng phải nói lại với bà con là gì. Có người nói là tôi là nhu cầu là chỉ thích ăn nho Mỹ rồi cái gì hoa quả là nó phải đảm bảo chất lượng, rồi là rau là phải hàng ngày. Hồi sáng nay tụi em cũng đi một số những cái nơi là dân là nói là bây giờ mà chính quyền mà mua cho dân là rau là phải đủ hàng ngày, hoa quả trái cây là phải hàng ngày. Thì cũng phải chia sẻ thật với bà con là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Khó khăn không chỉ là về dịch bệnh đâu, mà khó khăn cả về nhân lực, về là tiền bạc nữa. Đó, kinh tế nó cũng đang rất là khó khăn. Thì bà con cũng phải hiểu một cái thông là thông cảm. Dạ. một cái là chúng ta không thể nào đáp ứng như ngày bình thường, như là cái thời mà chúng ta thoải mái như trước đây. Thì có thể là ăn rau hàng ngày thì bây giờ có thể cắt ngày. Chúng ta cố gắng chia sẻ thành phố rồi trung ương rồi cả nước á, cùng vào góp sức, nhưng mà không thể nào mà đủ cái người để mà chúng ta có một cái cuộc sống trong cái lúc này như bình thường được. Nhưng chúng tôi rất là mong là chúng ta đồng lòng thì cái thời gian mà chúng ta sẽ vượt qua nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Đúng là như vậy. Thật ra thì đúng là giai đoạn này khó, thì cũng khó cho mọi người chia sẻ chút xíu, chia sẻ khó khăn chút xíu. Chứ bây giờ mình nếu mình muốn như bình thường thì hơi khó đó. Là khó. Giống như hôm trước Linh đi hỗ trợ thực phẩm ở trong một cái khu nhà trọ bị dây dăng đó, thì rất là nhiều, đây khu nhà trọ đa số là các bạn gái. Thì mình khi hỗ trợ xong rồi các bạn gái mới nói nè, anh vừa Linh ơi, anh có chuyện này nhờ anh. Tụi em ở đây gần 2 tuần rồi, nó thiếu quá, nó gì cứ nhờ đi, nói mua giùm em mấy cái băng vệ sinh. Thật ra là lúc đó mình cũng hơi bất ngờ. Nó trời chết là giờ mua ở đâu, nhưng mà thôi mình cũng nhận rồi, về nhờ sự hỗ trợ bà xã rồi đứng xếp hàng ở siêu thị có khi cả tiếng mấy đồng hồ mới mua được mới đó. Thì đây là vấn đề rất nhạy cảm mà Linh được nghe rất là nhiều người đặt vấn đề. Vậy thì không lẽ hỏi ai đi mua mấy cái gọi là thiết yếu nhạy cảm đó, băng vệ sinh ABCD gì đó làm sao? Này, đây là một vấn đề là không biết sao. Thật ra hồi sáng này á, Linh ở phường Hiệp Bình Chánh á, Linh có hỏi luôn những cái người đi chợ thế nào. Đây bây giờ xin mời bà con chúng ta xem cái đoạn clip mà sáng Linh hỏi nè. Anh thấy rằng rất nhiều tình nguyện viên đang đi chợ giúp dân nè, đội hình đi chợ giúp dân, vậy mình có mua tất cả những cái gì mà gọi là các hộ họ ghi vô đó không? Thí dụ những cái nhỏ nhất, anh thí dụ như là kem đánh răng hay là một cái bàn chải, hay xin lỗi là những cái băng vệ sinh. Những cái thiết yếu dành cho phụ nữ thì mình có mua cụ thể cái đó không? Dạ, tại vì số lượng mặt hàng thì rất là nhiều, nên là tụi em ưu tiên bước một vẫn đã là lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuy nhiên do là chúng ta không được ra ngoài đường nên là khi có cái nhu cầu á, em vẫn có một cái ghi chú là những cái mặt hàng khác để cho người dân họ đăng ký, nếu phù hợp thì tụi em vẫn sẽ hỗ trợ để mua giùm. Tại vì bây giờ không có đi ra đường được nên là theo điều kiện thực tế em sẽ có hỗ trợ. Và do là tình hình là tụi em cũng thông tin với người dân là chúng em sẽ hỗ trợ đi cho một hộ dân là chỉ một lần một tuần thôi. Nên là những hộ dân có nhu cầu thì chúng ta phải cố gắng gom hết tất cả những mặt hàng chúng ta cần mua và đăng ký một lần, thì em sẽ hỗ trợ mua hết tất cả các mặt hàng. Thật ra thì băng vệ sinh cũng là một trong những cái thiết yếu. Mà bây giờ mình nói mình ưu tiên gạo, thóc, thực phẩm rồi những cái thứ đó thì người dân cần, ta một tuần ta không ra đường được thì mình có mua giùm không? Dạ có mua, mua hết tất cả. Nhưng mà do hiện tại là mặt hàng rất là nhiều, đơn hàng cũng rất là nhiều, nhưng mà tất cả các mặt hàng người dân đăng ký tụi em đều trong hệ thống siêu thị có bán là tụi em đều có mua hết. Bây giờ mỗi tuần đi chợ cho dân một lần, thí dụ như là ngày hôm trước họ không có mua thuốc, rồi có những hộ gia đình, những người lớn tuổi họ bị lên huyết áp rồi, hay là bị tăng xong hay là cái gì đó cần thuốc liền, thì mình có đáp ứng ngay cho họ không? Hay là phải đợi tuần sau mình mới mua? Dạ, đối với mặt hàng thuốc thì tụi em sẽ ưu tiên và báo về cho lực lượng của bên đội y tế xung kích của phường, để đội y tế xung kích sẽ có cái chuyên môn, họ sẽ hỗ trợ trực tiếp luôn, kịp thời và đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Đó, như vậy rất hay. Anh chỉ nghĩ là mỗi tuần đi chợ một lần rồi rủ người ta thuốc, mua thuốc rồi không được thì sao, đúng không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc cho mọi người mạnh khỏe, cố gắng nha, cố gắng nỗ lực. Có thể nói là tất cả các tuyến đầu họ gọi là ròng rã, thưa quý vị, gần hai tháng qua rồi. Đây là một trong những cái
tình nguyện viên của phường, một trong những cái người mà có thể nói là rất là đáng trân trọng luôn. Quý vị đừng có lo lắng, gần như tất cả các phường xã, các cơ quan chức năng cũng đã bố trí cũng rất hợp lý, nhưng có thể chậm một chút xíu quý vị. Tôi tin rằng có nơi nào đó ở những cái góc phố, những cái nơi nào đó rất là sâu thì hơi chậm chút xíu thôi, mà Linh nghĩ rằng nó sẽ tới kịp. Và với sự triển khai quyết liệt của chính phủ, của các cơ quan chức năng, những gói an sinh xã hội, những cái món quà, những gói thuốc, tất cả những cái thiết yếu như nãy giờ Linh nói đó, nó cũng sẽ tới nơi ha. Đó là một trong những cái gọi là rất là nhạy cảm. Thật ra hôm trước Linh đi mua giùm mấy cái cô ở nhà trọ nữ đó, nên mua về mấy cổ còn chê nữa, anh mua không đúng cỡ, anh mua không đúng size. Tôi biết gì đâu, tôi vô siêu thị tôi mua mà. Như vậy thì lỡ rồi gặp mấy anh bộ đội rồi mua làm sao. May có cái cô em này mà nãy anh Thắng có nói là có cái tổ Covid cộng đồng gì đó. Thì có nhiều cái thành viên trong đó thì nó Hỗ trợ lẫn nhau. Hội nghề phụ nữ nữa. Cái này rất là hay. Hồi nãy giờ Linh thấy trên câu hỏi đó hiện lên rất là nhiều cái chuyện mà an sinh xã hội, như là tôi chưa nhận được 1,5 triệu. Triệu rưỡi nhận ở đâu? Có người cũng vô nó nhận rồi, có người nói tôi chưa có nhận. Đây câu hỏi nhiều lắm nha. Vậy hôm nay mình có thể trả lời sơ sơ cái này được không? Em nghĩ là đây là một cái vấn đề lớn thì mà nhiều người đã quan tâm, nên dự kiến là chắc ngày mai mình sẽ làm một cái chuyên đề sâu về cái gói an sinh xã hội hơn nữa. Hôm nay thì là mình sẽ trả lời trước những cái vấn đề mà người dân đang quan tâm, cấp thiết gửi về cho mình trước. Thật ra là người ta quan tâm rất nhiều về cái 1,5 triệu này nè. Nhưng mà tại vì bữa nay là bữa đầu tiên quý vị, chúng tôi cũng chưa mời đủ những cái thành viên có thể trả lời cho quý vị. Ngày mai chúng tôi sẽ mời đại diện chính quyền có thể trả lời cho quý vị cái chuyện mà 1,5 triệu đó luôn. Quý vị yên tâm nha. Bây giờ mình sang câu hỏi khác nè. Câu hỏi này nó cũng quan để em chia sẻ luôn. Nãy giờ thì cái thống kê của tổ thư ký là khoảng 80% hỏi về cái gói hỗ trợ 1,5 triệu đó. Và cũng có nhiều bà con á là cũng bức xúc là nhắn đi nhắn lại là tôi hỏi mà sao không thấy trả lời. Thì cũng xin chia sẻ với bà con thế này. Tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến dân sinh á, nó liên quan đến nhiều sở ngành nữa, chứ không phải là một người ở đây là có thể đủ thông tin để trả lời hết. Thì chúng tôi cũng phải có một cái độ trễ tập hợp lại. Ví dụ như cái này liên quan đến Sở Lao động Thương binh Xã hội thì chúng tôi sẽ hỏi, thậm chí là sẽ mời cái người lãnh đạo của cái sở đó để lên trả lời bà con. Thì mỗi hôm nó cũng sẽ có một cái chủ đề chính. Chứ nếu không thì nó sẽ là dàn trải và lan man. Hôm nay thì trả lời trước những cái chủ đề mà bà con đang bức xúc nhất, thiết thực nhất, ví dụ như là đi chợ nè, rồi là túi an sinh như thế nào nè, rồi cứu trợ gọi ở đâu nè. Ngày mai sẽ tập trung vào các cái gói tiền hỗ trợ chia sẻ như thế nào, đang vướng ở chỗ nào, thì xin bà con cũng thông cảm. Đúng rồi, bà con yên tâm nha. Như vậy là cái chuyện bức xúc mà cái chuyện 1,5 triệu chưa nhận thì kia đó, ngày mai Quyền Linh cùng với các anh ở đây sẽ mời đúng cái người gọi là an sinh xã hội, cái chuyện 1,5 triệu để giải đáp thắc mắc cho bà con. Đừng có lo nha, cứ comment lên đó đi. Mình nói lên cái chuyện mà túi an sinh xã hội rất là quan trọng nha. Thật ra mà nói là hiện nay người ta nghe cái túi an sinh xã hội, nãy anh Do có nói là túi an sinh xã hội, người ta cũng biết có những người ta chưa bao giờ nhận túi an sinh xã hội luôn. Lúc đầu Linh nghe luôn, nói ủa cái túi đó sao ta, không lẽ là túi ăn khế trả vàng hay là túi túi ba gan gì đó ha. Nhưng mà thật ra là sáng này á, Linh mới lần đầu tiên thấy cái túi an sinh xã hội đó. Anh Thắng chắc thấy rồi hả? Thấy thường xuyên anh. Thường xuyên đúng không? Có những cái nơi có rồi, nhưng có những nơi chưa có. Bà có yên tâm, các chú bộ đội cũng như là tổ Covid cộng đồng sẽ đem đến. Bây giờ đó là Linh sẽ gọi là chia sẻ chút xíu về cái túi an sinh xã hội. Nhưng mà anh Do có thể nói một chút xíu về cái những cái gì trong túi an sinh xã hội đó không? Nó có hai nhóm người. Một nhóm người tạm gọi là có khả năng vẫn là có tiền, có kinh tế, có điều kiện để mà nhờ đi chợ. Thì nãy giờ chúng ta nói nhiều về cái chuyện là đi chợ giúp dân. Nhưng còn có một cái nhóm người là họ không có điều kiện để đi mua đồ, đặc biệt là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu để mà họ sống qua ngày. Thì cái nhóm này thì chính phủ và thành phố cũng đã làm ra một cái chính sách gọi là túi an sinh. Túi an sinh là cái gì? Là một cái túi mà có thể giúp cho cái người đó, người khó khăn đó sống được trong một tuần. Đó, đại loại là như vậy. Và nó tương đương với giá trị là khoảng 300.000, gồm có những cái điều, những cái lương thực, thực phẩm thiết yếu nhất. Đó. Và những cái người mà được nhận á, thì chúng tôi cũng có cái cũng có nhóm phân loại những cái nhóm đối tượng. Ví dụ như là những cái F0 điều trị tại nhà, hay là những cái hộ nghèo và hộ khó khăn ở trong các cái khu phong tỏa, các cái khu cách ly, công nhân, người lao động bị mất việc, hoặc là những cái người mà
bán vé số hay là cơ nhỡ lang thang, thì là trong thời gian qua thì các đội nhóm thiện nguyện cũng họ cũng đi phát cái túi đó. Họ không gọi là túi an sinh nhưng mà họ gọi là những cái túi quà san sẻ yêu thương, san sẻ tình cảm chẳng hạn như vậy để hỗ trợ. Thì chúng tôi thấy là cái mô hình đó nó rất là tốt và nó sẽ nên nhân rộng lên đó. Thì hiện nay thì chính phủ và thành phố thì đã quyết là có 2 triệu túi an sinh đó, để cung cấp cho người dân trong các nhóm đối tượng. Mục tiêu ban đầu đây, mục tiêu ban đầu có thể là hơn nữa. Nếu nhu cầu của bà con nữa thì mình đi vận động tiếp. Như thế thì tốt. Rồi báo cáo anh với bà con luôn là hiện nay là thành phố đã vận động được hơn 1.800.000 túi rồi. Thì sắp tới là bắt đầu là vừa ngân các cái túi này về cho bà con, vừa là vận động tiếp làm sao mà đạt 2 triệu túi và hơn nữa. Tôi nghĩ chắc là hơn á, mới đây mà được 1.800.000 là chắc là hơn đó. Và có một cái mà thông tin mà những người khó khăn á, họ họ quan tâm nhất là làm sao để nhận được cái túi an sinh này. Thì nó có hai cách mà lúc nãy anh Lâm Đình Thắng đã nói rồi. Đó là những cái số điện thoại mà của Mặt trận Tổ quốc 1022, các cái đường link của cái trang web của Mặt trận Tổ quốc. Ở trong đó đều có sẵn những cái chỉ dẫn để mà bà con liên hệ. Và đặc biệt là đối với những người mà đúng là không có điện thoại, không có mạng, những người cơ nhỡ, thì chúng tôi cũng có một cách là liên hệ trực tiếp với đến, hoặc là liên hệ trực tiếp với tổ trưởng tổ dân phố hoặc là Mặt trận Tổ quốc ở cái địa bàn đó để mà đăng ký nhận túi. Và cái thủ tục nhận túi an sinh đó, nó không có phức tạp như là một số cái thông tin ở trên mạng, là hoặc là trước đây chúng tôi đã giãn lược rất là nhiều, thậm chí là không cần phải khai báo chứng minh nhân dân, hộ khẩu như một số cái nữa, mà đối với những người mà cần kiếp thì có thể là phát trực tiếp luôn. Cái này đơn giản mà khó khăn mà phát thôi. Dạ đúng rồi, chúng tôi có ý như thế này nữa, có nghe khi bà con xem chương trình này á, bà con nào mà chưa nhận được túi an sinh mà hoàn cảnh gia đình quá khó khăn á, bà con cũng có thể là comment. Comment ghi vào trong đây, hoặc là mình biết là bạn bè mình á, gia đình nào mà có là địa chỉ ở đâu khó khăn đúng rồi, thì các comment thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra comment đó và cố gắng là liên lạc làm sao đó để địa phương ở đó hỗ trợ cho bà con. Thì đó cũng là một cách mà tương tác giữa bà con và cái chương trình của chúng ta. Hay quá. Đấy, chính quyền thành phố nói rồi nha, comment vô đó nha, chúng tôi sẽ kiểm tra coi đúng chưa, chưa nhận chúng tôi sẽ chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ là nhận luôn cái túi an sinh đó. Bởi vì 2 triệu túi an sinh mà quý vị, có thể hơn nữa đó ha. Thật ra là có nhiều người chưa thấy túi an sinh thiệt á. Linh rất là tò mò túi an sinh có gì. Thì hồi sáng này á là Linh có đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh á, thì Linh coi cái túi an sinh thì thật sự là nhiều lắm. Túi an sinh trong đó nó cũng phong phú lắm quý vị. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta xem cái túi an sinh mà sáng vừa Linh mở ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Quý Linh xin chào quý vị. Hôm nay thì Quý Linh muốn giới thiệu cho quý vị một trong những không khí náo nhiệt của công tác thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói hiện nay cả nước đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh tâm dịch, và rất nhiều các cá nhân, cơ quan, đoàn thể, các quan chức năng đang làm trách nhiệm và nhiệm vụ của mình để có thể làm sao để an sinh xã hội thật tốt quý vị. Hôm nay thì Quý Linh đang có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa điểm mà rất là nhiều cái hoạt động. Có thể nói ngày đêm luôn ha, căng mình chống dịch hơn 2 tháng qua quý vị. Hôm nay thì Quỳnh Linh sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những cái công việc rất là hay mà Linh nghĩ rằng bà con đang mong chờ. Đó là mỗi tối vào lúc 20 giờ chúng tôi sẽ có một chương trình livestream trên Facebook, trên trang của báo chí cũng như Facebook của nhiều người, rồi Facebook của Quỳnh Linh nữa, để quý vị thấy được rằng là chúng ta cần hỏi gì và thành phố chia sẻ gì. Đó là chương trình Dân hỏi thành phố trả lời. Bây giờ Quỳ Linh sẽ cùng quý vị chúng ta đi vào thăm một số cái không khí hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay là ngày 24, tức là sau ngày một ngày giãn cách gọi là siết chặt đó quý vị. Người dân không ra đường và ở đâu ở yên đó. Sẽ có hơn 2 triệu túi an sinh để di chuyển đến mọi người. Và túi an sinh thế nào, mời quý vị cùng theo dõi nha. Quỳ Linh xin giới thiệu là Quỳ Linh đang có mặt tại một cái khu vực đang chuẩn bị cái túi an sinh ha. Túi an sinh nó bỏ vô bao mũ này, xong rồi bỏ vô túi này. Không biết túi này chừng nào hết thì sử dụng bao mũ, tại nhiều quá quý vị ha. Chắc có lẽ quý vị đang tò mò xem túi an sinh gồm những cái thực phẩm gì. Quỳ Linh cũng chưa biết, Quỳ Linh sẽ mở ra. Đây túi an sinh như thế này. Đây có ghi chữ ha. Túi an sinh gồm có rau củ quả nha quý vị.
rau củ quả, rồi đây là rau củ quả, những cái bộ những cái thực phẩm thiết yếu, trứng nè, trứng, cái này là cần thiết nè, gạo 5kg nha, linh đi ta hoài linh đi, nước tương, dầu ăn, đường, hạt nêm, và ở đây gồm có cũng rau củ quả luôn, bí này kia ha. Tôi được biết là túi ăn xin này tùy theo mỗi ngày quý vị, thí dụ bữa đó có trứng thì là trứng, có bữa không có trứng thì có sữa, không có sữa có đường, không có đường, tức là nó thay đổi theo từng cái thực phẩm mà di chuyển về đó, chứ không phải ngày nào cũng như vậy nha. Có thể quý vị nhận cái túi ăn xin không có trứng, ủa sao không có trứng, tại vì bữa không, trứng không có, có thể bữa sau bữa kia có, thì không có trứng thì ban tổ chức sẽ thay thế vào một cái nguyên liệu nào khác, một cái thực phẩm nào khác đó. Cho quý vị thấy túi ăn xin là như vậy đó ha. Đó, mình bỏ vô đây đi. Hiện nay thì thành phố cũng đang quyết liệt chỉ đạo tất cả các cơ quan chức năng là phải đem những cái túi ăn xin này đến những cái nơi mà cách ly đó, mọi người không vào được nè, này dễ bể lắm nha. Đó, túi ăn xin nó gọn như thế. Rồi. Mình quan sát thử cái kho của túi ăn xin như thế nào nha. Đây là một trong những kho của thành phố Thành Việt Nam mình thôi. Xin chào. Đây. Xin chào cả nhà. Chào anh chị. Đây là một cái kho mà mọi người đang xuất kho ra, gồm gạo nè, mì nè, trứng đó. Trứng ha, ở đây có một cái phòng gọi là khử khuẩn. Tất cả mọi người vào khử khuẩn xong rồi chúng ta sẽ qua phân chia ra túi ăn xin. Thật ra mà nói để làm 2 triệu túi ăn xin đó, nó rất là vất vả nha quý vị, không có đơn giản đâu. Bao nhiêu con người ngày đêm họ phân ra thế này nè đó. Rau củ quả, trứng ha, gạo. Ở đây thì mình làm việc bắt đầu từ mấy giờ mấy anh? Sáng giờ. Từ sáng sớm tới tối qua đêm luôn. Qua đêm luôn. Rồi mình ngủ tại kho luôn hả? Tại kho luôn. Tại vì khuya là rau cải ở con mấy năm đậm xuống mới xuống kho mấy con tinh lên mấy luôn rồi. Đó. Đó là một trong những hình ảnh mà thực tế nha quý vị nha. Quý Linh vào đây, Quý Linh không có sắp xếp gì hết trơn á. Thấy sao nói vậy để mọi người an tâm là có túi an sinh, chắc chắn là như thế. Ở đây có mấy kho gì hả? Ở đây 3 kho mấy sao, 2 kho đây tôi không chỉ. Ở dưới đây còn 3 kho nữa. Còn 3 kho nữa hả? Dạ. Mình có thể vô kho được không? Dạ được, nhưng mà kho đó là kho chỉ để hàng hóa thôi, còn làm là làm ăn xin ở tại đây nha. À, hàng hóa cũng giống như đây hả? Giống như đây thôi, nó là đồ bảo hộ rồi, nó có khẩu trang y tế. À, có khẩu trang y tế nữa. Dạ. Linh nghe nói là có gọi là chuyến xe không đồng nè, rồi túi an sinh nè, vậy thì phường chúng ta đã triển khai cái vấn đề đó như thế nào? Hiện nay chúng tôi thành lập 3 cái điểm an sinh trên địa bàn phường, 9 khu phố, thì 3 khu phố một cái điểm an sinh. Và những trường hợp mà hộ dân, bà con có hoàn cảnh khó khăn, có điện thoại thông tin lên, hoặc là thông qua hệ thống khu phố, tổ dân phố chúng tôi nắm bắt được, thì sẽ gửi cái túi an sinh này để đảm bảo bà con có đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt trong vòng 1 tuần. Và sau đó nếu mà hết thời gian mà có thông tin tiếp thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển xuống. Túi ăn xin mình nó có cố định hay không, hay là thay đổi theo từng tuần, hay là túi ăn xin có khi nhiều khi ít hay thế nào, hay nó cứ đồng đều như thế hoài? Cái túi ăn xin thì hiện nay thì đảm bảo về gạo, về thực phẩm cho bà con trong vòng 1 tuần, những cái nhu yếu phẩm cơ bản cho bà con trong vòng 1 tuần, và cũng có sự thay đổi theo hàng tuần. Rồi, bây giờ thì chúng tôi đang di chuyển những cái món hàng đến tận những con hẻm mà xe ô tô không đi được nha quý vị. Rồi các đồng chí bộ đội mình chuyển hàng xuống ha. Đó, mình vô con hẻm này đi. Mình chuyển xuống hết đi các bạn. Mình triển khai vô hẻm này có bao nhiêu hộ dân, chắc là ở phường mình lên danh sách đó rồi ha. Rồi, nào xin mời mấy anh. Mọi người hãy theo chân chúng tôi nha. Đây là những cái thứ quà mình tôi chuẩn bị chuyển đến cho bà con đây. Rồi chú bộ đội vô trước đi. Đây, rồi mình phát tiền tận nơi luôn. Đó. Rồi mình cách ly cách xa ra nha các đồng chí. Cách xa ra. Bây giờ cho Linh hỏi một lần nữa. Bà con ơi, bây giờ người dân mình có muốn hỏi gì lãnh đạo thành phố không? Có ai có hỏi gì đưa tay không? Chưa hỏi đúng không? Rồi, vậy là an tâm rồi, một khu rồi.
Như vậy là đây là một trong những hoạt động mà Quỳ Linh cùng với các anh bộ đội lãnh đạo của địa phương đã trao những cái gói an sinh ha. Quỳ Linh sẽ đại diện người dân sẽ đặt những câu hỏi với lãnh đạo thành phố để lãnh đạo thành phố có thể đáp ứng nhu cầu những cái khó khăn bức xúc của bà con trong cái thời gian dịch vừa qua nha. Chúc cả nhà bình an nha, mạnh khỏe nha, có gì cứ lên trên phường hỏi nha. Đó là những hình ảnh mà Quỳ Linh cho quý vị biết túi an sinh có gì, rồi chúng tôi đi phát tận tay người dân ở trong những cái hẻm sâu do các cơ quan chức năng đưa đi phát đó quý vị ha. Như vậy là rõ rồi. Dạ. Còn một câu hỏi nữa mà Linh cũng cần đưa ra để mình giải quyết luôn cho nó bà con cũng yên tâm ha. Dạ. Đây câu hỏi của chị Nguyễn Thị Sáu ở quận 5 nè. Hỏi rằng là trong 17 nhóm mà chính quyền cho phép đi đường trong cái thời gian cách này, vậy thì người dân không nằm trong 17 nhóm đó. Người ta đau bụng nè, rồi đi rút tiền ngân hàng nè, rồi người ta đi mua sữa nè, rồi người ta đi cấp cứu nè, đi này kia, rồi người ta đi bằng gì, giấy đi đường ai cấp thì sao? Đây đúng là một cái sự lo lắng rất là chính đáng của bà con. Trong thời gian vừa qua thì qua cái khảo sát của nhiều kênh thông tin á, thì chúng tôi thấy là có ba cái nhóm người dân mà mong muốn ra đường mà công việc rất là khẩn cấp. Một là cái người đi tiêm vaccine. Và cái người đi tiêm vaccine mà muốn ra đường á, thì là sẽ có phải tin nhắn. Chính quyền sẽ nhắn một cái tin cho bà con để mời bà con đi tiêm. Thì phải có tin nhắn đó thì mới được ra đường. Hoặc là giấy hạn, có cái giấy hạn nữa. Cái thứ hai nữa là bà con mà đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì là không cần giấy tờ gì cả. Còn nếu mà bà con mà đi dạng khám sức khỏe định kỳ á, thì phải có giấy hạn của bệnh viện. Cái nhóm thứ ba nữa là bà con cần đi xuất ngoại, cần phải ra sân bay để đi xuất cảnh, thì là phải cần mang theo là hộ chiếu, vé máy bay, rồi là giấy kết quả xét nghiệm mà PCR là âm tính. Đó. Ngoài ra thì bà con phương tiện đi thì cố gắng là một người chỉ đi một chiếc xe thôi. Trừ trường hợp là nếu mà đi cả gia đình chung một hộ thì có thể là đi chung một chiếc. Còn xe đâu đi anh? Thì có thể là đi xe cá nhân. Xe cá nhân nhưng mà là phải có những cái giấy tờ kèm theo. Giấy tờ kèm theo để chứng minh là mình ra sân bay và bị cái mục đích là xuất cảnh như vậy. Mình ra tới sân bay rồi đưa cái người có bắt bo, có giấy xét nghiệm rồi, cái tài xế họ quay về, họ lấy gì họ về. Họ đâu có bắt bo, đâu có gì chứng minh để họ chở người ra sân bay đâu. Cái đó thì là có thể trao đổi với cái chốt kiểm soát đó, và có thể là dùng cái vé mà vào cổng của sân bay đó. Vé vào cổng của sân bay, giữ lại cái vé đó và về trình cho các chốt kiểm soát thì là có thể cũng được quay về. Thôi bà con ơi, thật ra mà nói thì cần lắm mình mới ra đường thôi. Ra đường nguy hiểm lắm. Ra đường trong lúc này là chúng ta cược mạng sống ta với con Covid đó. Là thôi mọi người cố gắng ở nhà để cần thiết lắm ra. Thì thật ra ngày hôm nay đó quý vị, cũng chưa thể thỏa mãn tất cả những câu hỏi cũng như comment của bà con đâu. Nên nghĩ rằng là hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi thử xem như thế nào. Nhưng thật ra là rất nhiều cái bức xúc và câu hỏi của bà con. Và chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để mời đúng những cái người có trách nhiệm đúng với những câu hỏi bà con để trả lời thắc mắc đó. Bà con yên tâm cứ comment giống như anh Lâm Đình Thắng, giám đốc sở thông truyền thông thành phố vừa mới nói gì. Comment, anh sẽ kiểm tra và anh đưa cái an sinh tới tận nơi luôn đó. Dạ, sẽ trao đổi với lại những đơn vị mà ở cơ sở, rồi cơ quan chức năng. Hiện nay là chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái comment rồi. Ví dụ như là hẻm 216 Dương Bá Trạc, em chưa nhận được túi an sinh, tụi em khó khăn lắm. Đấy, thì những cái đó chúng tôi sẽ để gửi. Chính quyền thành phố sẽ kiểm tra ha. Và chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu đúng chưa có thì chúng tôi sẽ trao tận nơi. Bà con yên tâm. Và cứ comment thật nhiều, quý vị chia sẻ thật nhiều. Livestream ngày mai, ngày kia, mỗi ngày sẽ khác. Và chúng tôi sẽ cố gắng, hôm nay có nhiều trục trặc nên trễ chút xíu. Và cũng có nhiều cái chưa đáp ứng bà con. Nhưng mà bà con cứ comment, tại vì trên cổng thông tin chính phủ và rất nhiều trang các cơ quan chức năng xem nhiều lắm quý vị nha. Sẽ giải đáp tất cả thắc mắc. Cảm ơn Lê Quang Tự Do, Phó Tổng cục Phát thanh Truyền hình rất là nhiều. Cảm ơn anh Lâm Đình Thắng là giám đốc sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay đã cũng một phần nào đó để có thể giải đáp những thắc mắc của bà con. Hy vọng ngày mai nó sẽ khác, còn nóng hơn nữa quý vị nha. Dân hỏi, thành phố trả lời. Một chương trình Linh nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Và chắc chắn suốt một chặng đường chúng tôi sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc của bà con và đáp ứng những nhu cầu của bà con đang gọi là cần thiết quý vị ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ngày mai đúng 8 giờ quý vị. Có thể là do trục trặc về kỹ thuật lần đầu tiên nên nó có trễ một vài phút, yên tâm nha, đừng lo. Và ngày mai chúng tôi tiếp tục lên sóng, và ngày kia nữa. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều. Xin chào bà con. Chúc mọi người mạnh khỏe nha. Xin chào bà con. Bình an. Bình an.